Xin chào cả nhà đã quay trở lại với buổi livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Lần trước chúng ta đã gặp chị Lan rồi, thì bây giờ chị Lan vòng lại để chị Lan làm tiếp những cái liệu trình mới á. Thì em sẽ xin phép chị Lan chia sẻ một vài điều cho khán giả của mình nhé. Chị Lan ơi, lần trước á là chị đã sử dụng công nghệ trị hóa da bên em rồi đúng không ạ? Dạ, và cái hiệu quả mang lại cho mình là chị cảm nhận như thế nào ạ? Chị cảm thấy rất là hài lòng nè. Sau khi mà làm xong cái dịch vụ, chị thấy là cái nếp nhăn nè của chị nó được cải thiện, đặc biệt là cái rãnh cười của chị nè, với lại cái cơ hàm á nó cũng được săn chắc, nó mịn màng hơn. Chị cảm thấy là rất là ưng ý. Dạ, tất cả chúng ta đều xinh đẹp, chúng ta chỉ cần chăm sóc bản thân mình tốt hơn thôi, thì một ngày, hai ngày, ba ngày mình sẽ lại càng đẹp hơn. Vậy sau khi mà làm liệu trình trị hóa da, chị có ưng ý rồi thì chị có muốn chia sẻ cái vấn đề gì đó với lại khán giả của BB không? Theo chị nghĩ, đàn ông người ta đó xem phụ nữ làm như một cái quyển sách vậy đó. Nếu mà cái trang bìa đó nó không được đẹp đó, thì người ta không có buồn để mà lật sang những cái trang khác nữa. Thì theo chị nghĩ là chúng ta cũng đừng cái diện lý do này nọ để mà là bỏ bê bản thân mình của mình để mà đến cái thẩm mỹ viện để chăm sóc bản thân mình càng hoàn hảo hơn, đẹp hơn trong mắt mọi người, trong mắt chồng của mình. Dạ đúng rồi đó chị. Em nghe chị chia sẻ em thực sự rất là xúc động, và em thấy được cái sự xúc động đó trong đôi mắt của mình luôn á. Nhưng mà chị yên tâm, chị vui rồi đúng không? Bây giờ có baby Thanh Mai bên cạnh chị rồi, chị không có lo gì nữa. Càng ngày chị sẽ càng đẹp hơn. Chứng minh là hôm nay chị đã ghé đến bên em đến thứ N lần luôn rồi. Đó, để làm những cái công nghệ làm đẹp. Thì bác ơi, bác có thể chia sẻ cái hiệu quả của chị như thế nào sau khi mà chị ghé bên mình không ạ? Thực ra là cái hiệu quả về cái liệu trình mà chị sử dụng ấy, thực ra thì chị đã đến với BB rất là nhiều lần rồi, chị cũng được coi là một người khách quen, một người khách gọi là trung thân với lại BB Thanh Mai, và chị chia sẻ những cái đó là rất là rất là tin tưởng, tức là đến BB không chỉ để làm đẹp mà còn đến để thư giãn, đến được chia sẻ những cái gì trong cuộc sống của mình. Về cái liệu trình mà chị khách mình dùng á, thì hiện hôm nay là chị dùng cái nano collagen. Nano collagen là một cái mà đưa các dưỡng chất là đưa vào các vi điểm trên da. Các dưỡng chất nó gồm có acid hyaluronic, các acid amin, các vitamin, glutathione. Cho nên là những cái đó nó làm tác dụng gì? Làm tăng sinh collagen cho chị đến hơn 200%, tăng đến hơn 90% gốc tự do. Vì đó mà làm cho làn da mình trẻ hóa hơn, nhất là về cái chất lượng da nó tốt hơn. Làm đều màu cho chị hơn. Chị cảm nhận là các nếp nhăn li ti gần như là được cải thiện rất là nhiều, gần như là hết. Vùng đuôi mắt của chị trước đây là nhăn rất là nhiều ha. Vùng lỗ chân lông thì vùng này là rất là nhiều. Cho nên là khi mà sử dụng cái nano collagen thì đưa cái liệu trình cho chị là làm tươi trẻ từ sâu bên trong, trẻ hóa từ sâu bên trong cho chị. Nên là cái nano collagen ấy thì được chị cũng như là rất là nhiều khách hàng khác từ BB của mình là sử dụng rất là nhiều, rất là tin tưởng và đưa cái hồi đáp rất là tốt giống như chị vậy. Cảm ơn chị rất là nhiều đã gắn bó với BB em. Và hôm nay là tiếp tục là sử dụng cái liệu trình nano collagen ha chị. Chị cũng cảm ơn các bác sĩ nè, thẩm mỹ viện BB Thanh Mai đã giúp chị thay đổi cái diện mạo mới. Bây giờ chị cảm thấy là như chị trẻ hơn so với ban đầu là 10 tuổi. Dạ, cảm ơn chị. Tự tin hơn trong cuộc sống nữa chị ha. Không có buồn nữa, tới BB là chỉ có vui và đẹp thôi. Bây giờ thì em mời mình nằm xuống để bác tiếp tục cái liệu trình căng bóng da cho mình nha. Em mời mình nằm xuống ạ. Đó, cả nhà mình thấy không? Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đừng vì bất kỳ lý do nào hết mà trở nên là đối xử không tốt với bản thân của mình. Cả nhà mình nhớ nha, phụ nữ chúng ta luôn xinh đẹp, mãi mãi xinh đẹp. Và khi cả nhà mình ghé đến BB Thanh Mai thì BB sẽ là nơi lựa chọn đúng đắn để cho cả nhà mình lưu giữ nét thanh xuân của mình. 1800 6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Và cả nhà mình sẽ được thăm khám da miễn phí với bác sĩ nữa. Nhớ nha, inbox ngay cho BB Thanh Mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi livestream tiếp theo ạ.